một lần thôi là dính liền một đời. Mùi cà phê, những trái cà phê ngon nguyên chất ha, mà được rang xay kỹ lưỡng mà nó qua quện với lại cái hương thơm của sức khỏe đến từ nấm linh chi nè, đông trùng hạ thảo nè. Hoặc là trời ơi, khi mà mình uống xong nó béo ngày, mùi vị nó đậm đà của sữa mà hương thơm, trời ơi nó động lại trên khoang miệng của mình, rất là thích luôn cả nhà ơi. Đây á là dòng cà phê phù hợp với xu hướng sức khỏe nha cả nhà. Tại vì trong này có hai thành phần nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, và cái vị ngọt của em này rất là tự nhiên. Mà đi vào khoang miệng của mình nó hài hòa cả nhà, nó không có bị gắt quá, không có bị ngọt quá và đắng quá. Tại vì trong này những cái cà phê chín mọng nhất, tuyển chọn kỹ lưỡng nhất mới đưa vào sản xuất, tạo được cái vị ngọt rất là tự nhiên luôn. Cả nhà mình thích màu, thích kiểu béo ngậy ngọt thanh đó thì chọn liền đông trùng hạ thảo nha cả nhà nha. Đây cà phê đông trùng hạ thảo. Còn cả nhà mình mà thích kiểu mà đậm đà ha, tròn vị á, thì chốt liền em cà phê nấm linh chi đó. Thôi còn muốn mà bùng nổ gấp đôi mà kiểu cái gu mạnh mẽ giống như hai chị em á, thì cả nhà mình chốt liền cho em ha. Cà phê nấm linh chi và cà phê đông trùng hạ thảo luôn, pha mỗi thứ một bịch ha. Rồi kẹo thì kẹo, đập đá nhuyễn bỏ vô một cái quậy lên ha, quậy cho nó đánh bọt lên nha cả nhà. Ôi ôi ngon tới nắp luôn cả nhà ơi. Đó. Đúng rồi chị Hiền Ngọc ơi, đợt này là siêu trợ.